mọi người ơi, tục này một phôi rễ đế khá ok đó, đặc biệt đều nha anh em, đặc biệt cái này có cái giếng tiên này, dạng cây lũa thép. Đấy. Đẹp bộ nghệ thuật chứ bộ, quá ok chi đẹp. Rồi anh em xem thông số cây này, cây đa thăng lũa thép đế đẹp, hoành 54 cao 36 bầu dài 40 đúng anh em, được không anh em? Được kỳ dứt đây nha.